Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Skills DG Core. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn. Sau khi học xong bản phiên dịch này, các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Ở những video trước, mình đã hướng dẫn các bạn làm cách nào để đọc được thanh mẫu và vận mẫu với nhau và ghép nó lại thành một từ có ý nghĩa và phát âm một cách chuẩn xác nhất. Thì trong video này mình xin hướng dẫn các bạn làm cách nào để luyện tập thêm và để cho nhuần nhuyễn, thuần thục, và mình sẽ truyền thêm cảm hứng cho các bạn về cách để làm sao test được cái kỹ năng mà mình đã học được ở những bài trước. Bước đầu tiên, mình phải vào để mình tìm cái bộ gõ cho cái Windows của mình. Như ở đây mình đang sử dụng Windows 10. Thì các bạn nếu dùng Windows 7 thì vẫn có thể sử dụng phần mềm này. Đây là Sogou Pinyin. Đây là một chương trình khá là nổi tiếng của bên Trung Quốc. Thì đây là một cái phần mềm để mà gõ tiếng Hoa. Là một cái phần mềm chuyên gõ tiếng Trung, tiếng Hoa. Ngoài cái bộ gõ ra thì nó còn có rất là nhiều những cái tính năng rất là ưu việt, rất là hay. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào những cái giờ cuối của nó. Và trong cái chương trình, trong cái quá trình học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để sử dụng nó một cách tối ưu nhất để mà hiệu quả nhất, giúp mình có thể học được các bài tiếng Hoa, giúp mình có thể tự mình đánh được chữ tiếng Hoa và đồng thời có thể phát âm được tiếng Hoa như thế nào. Sau khi download xong thì các bạn hãy vào cái phần mới download và bấm vào để cài đặt. Đối với phần mềm này thì các bạn hãy cài theo sự hướng dẫn của mình nhé, tại vì nếu mà các bạn cài có một số chương trình nó sẽ làm chậm máy tính của mình. Nên các bạn hãy theo cái hướng dẫn của mình. Và đây, các bạn phải nhớ tick bỏ hai cái dấu này sau khi cài đặt xong và bắt đầu thử nghiệm. Sau khi bấm vào nút thử nghiệm, nó sẽ nhảy vào cái trang web chính của cái số cục hiên viên này, nhưng mà cái này nó chỉ nói về một số họa tiết của nó thôi, mình không có cần quan tâm đến. Bây giờ đến cái bước này mới là quan trọng, mình cần phải bật cái chức năng mơ hồ. Bởi vì cái chức năng này là có thể giúp mình khi mình đánh sai hoặc là đánh chưa chính xác những cái từ đó, ví dụ như chưa chưa xưa mà mình đánh lộn không có CH thì nó đều có thể hiểu và nó sẽ gợi ý cho mình. Và các bạn hãy thích chọn hết những cái chức năng này. Đây là cái chức năng trên đám mây. Ngoài ra thì đây là những cái biểu mẫu, những cái biểu của nó. Các bạn nhớ làm theo hướng dẫn của mình chọn hết nhé. Đây là những cái đám mây để nó gợi ý những cái từ mà trong ngữ cảnh của mình. Vào bấm hoàn thành sau khi đã cài đặt xong. Và sau đó mình sẽ chọn vào bộ gõ là và mình sẽ cài thêm một số tính năng như là viết chữ. Đây, nếu các bạn bỏ qua bước lúc nãy chọn những chữ mơ hồ thì bây giờ các bạn có thể vào trong đây ha. Mình sẽ vào trong cái cách này để mà chọn. Thì đây là chữ phồn thể. Còn cái bên là chữ giản thể thì mình sẽ mặc định cho nó là đánh chữ phồn thể. Và sau đây mình sẽ vào cái phần mơ hồ, nếu lúc nãy mình chưa có chọn thì bây giờ mình sẽ chọn. Cái này rất là quan trọng đối với những người lúc mới đầu chưa có biết rõ như thế nào thì mình nên bấm vào để nó gợi ý cho mình những cái từ, lỡ như mình đánh sai thì nó sẽ gợi ý những cái từ đúng cho mình xem. Thì quan trọng nhất là những cái phần này thôi.
và sau đó mình sẽ cài thêm một số tính năng như là viết chữ. Ở đây thì nó có cái bộ viết chữ, nếu mà mình chưa có cài thì bấm vô thì phải đợi nó load xong thì mình sẽ vào được cái giao diện này. Đây mình có thể viết chữ ra. Lỡ như cái chữ đó mình không biết đọc mà cũng không biết cách phát âm của nó như thế nào để tra ra cái chữ đó thì mình có thể sử dụng cái bộ viết chữ này. Và để đổi chữ đang đánh sang tiếng Hoa hoặc tiếng Anh thì các bạn bấm vào nút Shift hoặc là dùng chuột bấm vào nút đó. Và sau đây đã đến lúc truyền cảm hứng cho các bạn rồi. Nhưng trước khi đó các bạn nhớ là cái bộ gõ này không đi đôi với lại cái Unicode. Nên khi nếu mà các bạn có xài Unicode thì nên chỉnh nó sang tiếng Anh. Và sau đây mình sẽ vào trang Google. Vào Google thì mình sẽ vào Google Translate. Đây là một tính năng cực kỳ thú vị của Google. Vào trang chủ. Và đã đến lúc các bạn thể hiện chứng mình rồi. Bây giờ mình sẽ ví dụ như cho các bạn xem một số từ rất là đơn giản như 我去吃饭, tôi đi ăn cơm. Thì thực ra thì trên Google thì nó dịch thì đôi lúc là không có được chính xác cho lắm, bởi vì nó tùy theo cái user của từng người và tùy theo cái ngữ cảnh. Như các bạn thấy là mình đang đánh giản thể, thì bây giờ mình muốn chuyển sang phồn thể bằng cách nào? Mình muốn chuyển sang giản thể và chuyển ngược lại phồn thể bằng cách nào? Mình sẽ bấm vào Ctrl Shift F. Nút Ctrl cộng với nút Shift cộng với nút F. Như vậy các bạn đã thấy nó đã chuyển sang giản thể rồi. Ví dụ như một từ của một người nào đó gửi cho các bạn là có từ wǒ qù chī fàn, nhưng các bạn không biết cách đọc của nó thì làm sao biết được cái ý nghĩa của nó, làm sao lên mạng tra được cái từ này? À, rất là đơn giản. Các bạn hãy đánh vào Google và chọn vào Google dịch thì các bạn sẽ có thể đánh được cái chữ này vào Google dịch. Thì ở đây mình chỉ đóng góp lại cho Google để mình sửa lại cái từ này cho nó đúng thôi. Và các bạn xem, khi mình đánh được một cái chữ ra thì nó sẽ hiện ra những cái phiên âm tiếng Hoa ở dưới. Thì khi các bạn không biết đọc, các bạn có thể dựa trên cái bảng mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở video trước, thì mình từ đó mình có thể biết cách phát âm được cái từ đó cho đúng. Và sau đó mình sẽ test lại với cái cỗ máy Google, là mình sẽ bấm vào nút phát âm của nó để mình xem là mình đã phát âm đúng hay chưa. Mình sẽ phân tích rõ cho các bạn xem. 我去吃饭. 我 âm thứ ba, âm W nó có thể đọc là 我 yu chi yu chi chư chư, âm này là cong lưỡi dãnh môi. Chư âm thứ nhất, phơ phơ ăn phan phan. Xin nhắc lại, wò yu chi yu chi chư. Âm thứ nhất, mặc định của âm này là lúc nào cũng thêm chữ y ngắn. Fan an phơ an fan. Âm thứ tư. Thì khi đó mình sẽ đọc được là 我去吃饭. Fan là sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút phát âm của Google để mình kiểm chứng lại xem mình có được hay không.
Và sau đây mình sẽ test lại bằng cái cổ máy Google. 我去吃饭。我去吃饭。我去吃饭。我去吃饭。 Đây là cái bộ gõ trên Google thì mình không có quan tâm đến. Ở đây thì mình đang sử dụng là phát hiện ngôn ngữ và mình đang sử dụng là tiếng Hoa. Thì nếu mà các bạn muốn dịch sang tiếng Anh thì mình có thể bấm vào dịch sang tiếng Anh. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tìm một cái từ khác để cho các bạn xem nhé. Khi mà mình vào một cái trang web là tiếng Hoa không thì làm sao để mình có thể biết được cái chữ đó phát âm như thế nào và tìm những cái ý nghĩa của những cái chữ đó và dịch sang Google như thế nào. Lỡ như Google nó phát âm, bởi vì một chữ thì nó có rất là nhiều phát âm, thì nhiều lúc Google nó sẽ phát âm theo cái chữ của cái nghĩa đó, nhưng mà đôi lúc nó sẽ là những cái âm khác nhau. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về những cái từ đó. Thì như bây giờ mình vào một cái trang tiếng Hoa, mình sẽ copy cái dòng chữ đầu tiên và mình muốn biết cái cách phát âm của nó thì mình sẽ cho vào Google Dịch. Thì khi đó mình bỏ vào cái Google Dịch này. Đây là chữ giản thể. Chữ giản thể thì chữ viết của nó là dễ hơn chữ phồn thể. Sau khi mình đã thấy được cái phát âm ở dưới rồi, mình có thể dựa trên cái phát âm đó và mình gõ lại y chang như cái từ của nó ghi ở dưới. Và mình chọn lựa những cái chữ giống nhau. Như mình đã nói, đây là chữ giản thể. Và khi mình chọn ở dưới đây thì nó sẽ là chữ phồn thể. Thì để cho muốn giống thì các bạn có thể cần chọn Shift F. Còn nếu không thì các bạn giữ nguyên luôn. Thì đây là cách để test và để luyện cho các bạn nhớ về cái phiên âm. Đối với tiếng Hoa thì hai âm thứ ba đi với nhau thì âm đầu tiên mình sẽ đổi lại thành âm thứ hai. Diễn dàng can yu khờ tuy quay liang. Diễn dàng su. Thì các bạn có thể bấm vào cái con chuột để lựa những cái chữ sau. Hoặc là bấm vào nút pay up, pay down của cái bàn phím. Và để xem, nếu mà các bạn bấm vào nút này thì các bạn chuyển toàn bộ nó trở thành chữ giản thể. Đó là còn Chinese traditional, nó là chữ phồn thể. Thì khi mà các bạn bấm vào, khi mình dịch sang cái tiếng phồn thể thì nó sẽ nhảy ra toàn bộ chữ này chuyển sang phồn thể. Đây là tính năng rất là hay trên Google. Như vậy thì từ đây trở đi các bạn có thể tự mình học phồn thể và giản thể trên Google. Hai bên đều có thể phát âm được. Và mình cũng có thể chuyển qua lại giữa phồn thể và giản thể với giản thể và phồn thể. Đấy, các bạn thấy mình có thể chuyển một lúc qua giản thể và từ phồn thể mình có thể chuyển sang giản thể và từ giản thể mình có thể chuyển qua lại. Và mình có thể phát âm.
营养干预可对微量营养素缺乏，营养干预可对微量营养素缺乏。Như vậy các bạn có thể tập phát âm được rồi đó. Ngoài ra chương trình số cụ phiên dịch này mình muốn hướng dẫn cho các bạn xem về tính năng đặc biệt của nó. Ngoài tính năng đánh chữ ra thì nó còn có tính năng là phát âm và đọc chữ. Nên mình có thể thông qua đó để mà xem liệu phát âm của mình có chuẩn xác hay không bằng cách mình sẽ đọc và cho nó đánh chữ. Mình sẽ đọc và cho nó đánh chữ. Bằng cách bạn hãy bấm vào nút micro. 我去吃饭. Sau khi đánh xong thì các bạn hãy bấm nút hoàn thành. Hoàn chỉnh. Thì các bạn thấy nó sẽ đánh ra y chang cái chữ của mình. Nếu mình phát âm đúng. 我去吃饭. Ở đây nó còn có một cái nút tắt là F2. Nếu mà bạn không dùng chuột bấm vào đây thì bạn có thể sử dụng phím F2. Còn nếu bạn đọc một cái văn bản dài thì bạn sẽ không cần phải bấm ngưng đâu. Bạn chỉ cần bấm vào và bắt đầu bạn đọc. Mình sẽ thử nút F2 cho bạn xem. F2. 我去吃饭. Và khi bạn đã quen với cái phát âm này rồi, khi bạn đã chuẩn rồi, thì khi đó bạn có thể đọc một cách rất là nhẹ nhàng. Như vậy thì các bạn có thể đọc một cách rất là bình thản và tự nhiên. Nhưng cái máy này nó vẫn có thể hiểu ra được các bạn đang đọc gì. 我去吃饭. Thực ra là như vậy. Chương trình này nó đang được phát triển tại bên Trung Quốc và được viết tại bên Trung Quốc. Nên những âm phát âm ra của mình thì nó sẽ mặc định là chữ Hoa giản thể. Nên mình đã chỉ cho các bạn là cách để chuyển sang tiếng Hoa giản thể sang phồn thể. Thì các bạn hãy tham khảo bên đây. Rồi mình sẽ bấm vào nút này thì nó sẽ chuyển toàn bộ qua là phồn thể. Thì nếu mà tùy theo mình, nếu mình đi Đài Loan thì mình cần phải học theo tiếng Hoa phồn thể. Còn nếu mình qua Trung Quốc thì mình phải học tiếng Hoa giản thể. Thì đối với ở Việt Nam thì chắc chắn là mình sẽ phải học hai ngôn ngữ này. Bởi vì mình không những tiếp xúc với lại người bên Đài Loan và mình còn có tiếp xúc lại với lại bên người bên Trung Quốc. Thì họ sẽ có phân biệt những cái chữ như thế này, giản thể và phồn thể. Và ngoài ra còn có một cái vấn đề cũng hơi là quan trọng. Bởi vì nếu mà các bạn mỗi lần mở máy tính lên thì nó đều hiện lên cái là cái chương trình gõ chữ mặc định cho cái Windows này. Thì nếu như vậy các bạn đánh tiếng Việt thì sẽ cảm thấy hơi phiền. Thì mình sẽ vào chỉnh lại cho nó mặc định sang tiếng Anh. Thì đối với Windows 10 thì mình sẽ bấm trực tiếp vào đây, vào cái biểu tượng logo này, thì bấm vào Language Preference. Và ở đây thì các bạn bấm vào Spelling. Và sau đó mình sẽ bấm vào Advanced Keyboard Settings. Đây chính là cái default của mình, là cái bộ gõ default của mình. Thì mình sẽ chuyển nó thành tiếng Anh để cho mọi lần mình muốn đánh thì mình chỉ cần chuyển nó lại thành cái số cụ phiên dịch là mình có thể đánh được rồi. Như vậy các bạn có thấy là học tiếng Hoa có hứng thú hay không? Thì khi các bạn đã có thể test được cái phát âm của mình liệu nó có chuẩn hay không, thì các bạn đã có thể nhờ vào cái phần mềm vừa gõ chữ vừa có thể phát âm bằng giọng nói. Như vậy sẽ tiết kiệm được cái thời gian để mà mình gõ chữ. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyến khích gõ chữ, bởi vì gõ chữ thì mình có thể luyện được cái đánh tiếng Hoa. Mình sẽ ví dụ như cái từ này, mình sẽ dùng cái bộ gõ tiếng Hoa này, nhưng mình sẽ cố ý đánh sai một từ trong đó.
我去吃饭。Bạn thấy không? Khi mình đánh sai cái chữ này, bởi vì lúc nãy mình đã có bật cái tính năng là mơ hồ, thì cái tính năng đó nó sẽ giúp cho mình có thể nhận diện được cái ngữ cảnh này là cần gợi ý, và cái chữ này nó sẽ cần gợi ý vào đúng cái chữ chư này là CH. Thì khi đó thì chương trình này nó sẽ tự động nó gợi ý vào cái chữ đúng cho mình. À, nếu mình xem nó đúng như vậy có nghĩa là mình đã đánh sai, bởi vì mình đánh thiếu chữ H. Như vậy là vừa đánh vừa có thể test được cái độ chính xác của mình, và sau này mình phát âm sẽ ngày càng đúng hơn và ngày càng tốt hơn. Thậm chí là mình có thể đi du lịch qua bên Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, vân vân. Những nước nói tiếng phổ thông, những nước nói tiếng Trung, nói tiếng Hoa. Và sau khi đánh xong mình sẽ chọn vào. Nhớ là khi đánh một chữ này thì nếu bạn không có sử dụng những cái bàn phím số 1, 2, 3, 4 để mà lựa chữ thì bạn sẽ đôi lúc sẽ không có cần phải bấm trở lại cái Unique Key. Còn nếu như bây giờ mình muốn lựa chữ, ví dụ như là chữ W, mình muốn lựa số 2 thì mình chỉ cần bấm số 2 trên bàn phím thì nó sẽ lựa được. Nhưng đối với khi mình đánh tiếng Việt, mình đang đánh tiếng Việt mà mình xài bộ gõ tiếng Hoa, thì mình bấm chữ này, mình muốn lựa số 3 thì nó sẽ không lựa được. Bắt buộc mình phải sử dụng chuột mình mới có thể chọn được. Như trong trường hợp này mình muốn chọn số 3 thì mình bấm bấm vào con chuột thì mình chọn vào chữ này thì mới đánh được, bởi vì nó liên quan đến cái bộ gõ tiếng Việt của mình đang set ở chế độ là Unicode, và mình chọn chế độ là Vini. Có nghĩa là 1 2 3 4 5. Sắc quyền hỏi ngã nặng thì nó sẽ lộn với lại cái phông chữ này. Thế là hôm nay mình đã hướng dẫn hết cho các bạn về cách để tự test xem mình có đọc phát âm chuẩn tiếng Hoa hay không, và cũng từ đó đã truyền được cảm hứng cho các bạn, và chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn có thể share và có thể truyền cho những bạn khác cần học tiếng Hoa để họ biết cách để học tiếng Hoa một cách chuẩn xác và có cảm hứng, có hứng thú nhất. Cảm ơn các bạn nhé.